chào anh em và tất cả mọi người lại đến với kênh của Đền Nam Review nhé. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở tại một nhà hàng ăn Chư Tàu Bảo anh em ạ. Thì ở đây có rất là nhiều món. Bây giờ mình review qua cho anh em xem nhé, những cái món tại nhà hàng ở đây nhé. Sau một chuyến hành trình từ miền núi quay trở về thành phố, thì ngay tối hôm nay mình lại có một bữa tiệc tại một nhà hàng ở Đài Loan. Thì vừa rồi vào thì mình cũng đã gọi một số món ra để ăn. Thì đây anh em, đây là những món thịt bò anh em ạ. Đây là phần của mình, thịt bò chiên trên một cái nồi này cũng rất là ngon, trông rất là ngon. Thịt bò chiên tái đấy. Đây còn thêm đây là một số món. Đây là một số món mà mình vừa đi lấy lại để ăn. Đây vào trong cái nhà hàng này ấy, thì đây là món chính anh em này. Món bò này là món chính này. Đây. Còn đây những cái món này là mình gấp ăn vào, mình gấp ăn vô tư anh em nhé. Đấy. Thì đây là khẩu phần của ba người ăn trong một bàn anh em ạ. Thì lát nữa mình sẽ đi review review qua những cái món ăn ở trong cái nhà hàng này cho anh em xem nhé. Đây là một cái số món mà mình vào đây rồi mình có thể chọn tùy ý để ăn anh em ạ. Thì có rất là nhiều món anh em có thể xem. Đây một số món rất là nhìn trông rất là ngon anh em ạ. Đây cái món này thì ít người ăn hơn anh em này, món này cũng khá là ít người ăn này. Mình cứ nhìn thấy là cái chầu nào mà thấy đầy ấy thì chắc chắn là cái chầu đó là ít người ăn hơn anh em ạ. Đây là có đậu phụ ớt, rồi đây là có bắp cải anh em ạ, bắp cải, canh bắp cải, rồi đây là gà, thịt gà, còn đây là cá kho, còn đây là móng giò heo đấy. Còn đây là cái món gì đây ạ? Món này là món cũng là giống như canh anh em ạ. Canh cũng có bắp cải rồi ạ. Rồi gì đấy anh? Bắp cải. Đấy. Dạ, dạ là thế. Đây có một số món ở bên này thì mình cũng chưa rõ lắm. Cái món này là trong cơm hộp của mình luôn luôn có anh em này. Còn đây bên này là món lòng. Món là dây heo anh em ạ. Dây heo đấy, bào tử đây. Còn đây là có mì gà anh em nhé, mì gà xào. Bên này cũng một cái món nó cũng tương tự như đậu phụ. Rồi ở đây là có đồ bắp anh em ạ. Ở bên này cũng có một dãy người khách đến ăn rất là đông anh em, khá là đông. Ở đây có một số món như là đu đủ, gai. Món này là món dứa, rồi là ổi, rồi nho, rồi thanh long đỏ, rồi dưa hấu. Đấy, rất là nhiều món, rất là nhiều. Phía bên này thì có rất là nhiều loại rau anh em. Này, mình tha hồ lựa chọn rau cải, rồi cà chua, rồi cây rau. Rau mè, mùng kết quả mùng mè anh em. Còn đây là rau bắp cải và đây là bắp. Một số loại gia vị, kèm theo một số loại gia vị anh em nhé. Mình review qua cho anh em xem là ngày hôm nay mình đi ăn nhà hàng ở đây như thế nào anh em nhé. Đấy, anh em có thể bớt một chút thời gian để xem nhé. Đặc biệt là cái loại mè này, cái loại mùng mè này rất là nhỏ. Tiếp tục qua ở phía bên này là có thịt anh em nhé. Cái thịt này là vừa rồi mình cũng có gặp ăn thử rồi, là cái thịt này họ làm tái lên rồi tùm ăn kiểu có cái vị chua chua và có mùi khói anh em ạ.
còn trong này là cái cơm cơm tàu biển, cơm rong biển đấy. Còn cái thịt này nó cũng giống giống với kiểu mà cái này là cái lườn cá anh em nhé, đây là lườn cá này, cái này là cái lườn cá, còn đây là món mì này, đây là món mì xào. Mình nói hơi nhỏ anh em nhé, anh em thông cảm nhé. Còn đây là các cái loại nước, các loại nước chấm anh em ạ. Đây, các loại nước chấm tương ớt rồi xì dầu rồi có ớt khô đấy, tóp mỡ. Còn đây là một số loại rau, một số loại rau kèm theo thịt đấy. Còn qua bên này ai muốn ăn cơm thì có cơm đây anh em ạ. Còn bên này là canh. Còn đây là món món súp anh em ạ. Món súp nhìn trông rất là ngon. Đây là một số loại nước chấm. Một số loại nước chấm của nhà hàng. Đây hai loại nước chấm anh em. Nếu như mà mình muốn ăn thì mình ở bên này là có bát nhỏ ở đây rồi, mình cứ ai muốn thích ăn gì thì có thể tự lại múc ăn anh em nhé. Đây gọi là cái nhà hàng ăn chư tàu bảo, tức là ăn đến no luôn ấy. Đấy, tùy ý mình, nhưng mà cái thời gian ăn ấy thì chỉ có thể cho phép là mình ăn trong thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Cho mình ăn 2 tiếng rồi, cứ ăn bao nhiêu thì cứ ăn, là ăn tới no thì thôi. Ăn cho trành bụng thì thôi anh em ạ. Đấy, nên đây trong này đồ ăn rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ loát qua bên này nhé. Mình đã ngồi đây được khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ rồi anh em ạ. Thì sau khi gọi đồ ăn ra thì cũng đã ăn những cái món chính mình thì cũng đã ăn hết. Và bởi vì mình không phải là chuyên gia về review về đồ ăn ấy, nên là mình cũng không quay ký và cũng không nêu rõ cái vấn đề về cảm giác ăn anh em nhé. Mình chỉ quay qua, mình đi nhà hàng mình ăn, mình quay qua cho anh em xem là một ngày trải nghiệm của mình vào thời gian buổi tối tại Đài Loan anh em nhé. Tại một cửa hàng là ăn đến no luôn. Đây anh em xem, khách vào đây ăn rất là đông, khá là đông anh em ạ. Đấy, khách là khá là đông. Toàn người Đài Loan anh em ạ. Chứ người Việt Nam như mình thì không có, chắc độc nhất vô nhì thì có là 3 người thôi. Hai vợ chồng với con em ạ. Thì ở bên kia vẫn có một dãy ăn anh em. Và ở phía sau ấy, lúc nãy mình quay là có khoảng một dãy khá là nhiều, khá là nhiều bạn anh em ạ. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là ở đây ví dụ như mà vào mình vào thời dịp mà đông người ấy, thì phải đặt bàn trước anh em nhé. Cái tên của nhà hàng được thiết kế trông rất là đẹp và rất là bắt mắt anh em ạ, với nhiều bóng đèn trông rất là sinh động. Và cái này nó phù hợp với cái không gian của thời gian vào buổi tối, nếu như mà đi ăn thời gian buổi tối đi ăn tạo ra cho mình có một cái cảm giác là nó giống như kiểu mà cổ điển anh em nhé. Ước mơ tương lai của mình sau này ví dụ như mà có một ít vốn này về cũng mở một cái nhà hàng nhỏ như thế, nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi để có thể kinh doanh, nhưng mà không biết tương lai nó sẽ đi đến đâu. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này để lấy nước lại uống anh em ạ. Đây thì ở ngay đây có một cái tủ và có rất là nhiều đồ uống ở đây anh em ạ. Tùy anh em có thể lựa chọn. Thì mình bây giờ như thế này, mình sẽ không uống nước nữa mà mình sẽ ăn luôn cái này anh em ạ. Một số loại uống ở đây, đồ ăn rất là ngon. Ở đây có món cái này gọi là ở bên Đài Loan gọi là xiên sáo. Đây có một số loại thập cẩm, có đậu, đủ thứ đây anh em. Đấy, chanh leo này. Đấy, nó cũng giống như kiểu sinh tố với chè của bên mình ấy, rất là ngon. Lúc nãy mình review thì mình cũng đã quên anh em, mình không quên chưa review qua cái phần này. Thì đây là kem anh em nhé.
đây là kem, thì ở trong này có 6 loại đây, màu hồng rồi màu màu cà phê rồi có đủ loại đấy anh em, có rất là nhiều loại kem ở trong này đây. Và bên này là có cái ly cũng ly kem đấy, được còn làm giống kiểu kem ốc ấy, được bán trong siêu thị đây, các tất cả các cửa hàng tiện lợi đấy. Nên là nếu như ăn kem thì lại đây lấy đây, có thể lấy và mang lại ăn anh em ạ, đã được làm sẵn ở đây rồi. Đây là một trong những món tráng miền, những món tráng miền sau khi mình đã ăn những món chính xong rồi anh em ạ. Đấy, một ngày trải nghiệm của mình hôm nay vào buổi tối, thời gian bây giờ thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 9 giờ, 9 rưỡi rồi anh em, 9 rưỡi. Mình chỉ còn 30 phút nữa là ra khỏi cửa hàng này, bởi vì chỉ có đạt được trong thời gian là khoảng 2 tiếng thôi.